và đây là khu vực Malago. Như các bạn thấy sau lưng Andrew đây có rất là nhiều cái thứ tuyệt vời. Andrew sẽ đi vòng cho các bạn xem thêm. Cái cỏ này không biết là mình có lên được hay không nhưng mà nó rất là đẹp. Đó, đây là vùng Malago, khoảnh đất tuyệt vời, rất là đẹp, khuôn viên landscaping đầy đủ. Đây là cái bãi đậu xe mà hồi nãy xe của mình đi vô đó, thì họ đã đậu ở trong khu vực này do những anh valet parking. Bây giờ Andrew sẽ đi vòng một vòng qua bên cái hồ bơi. Các bạn biết là cái khu vực này á, họ rất là giới hạn cho một số các thành viên của câu lạc bộ của họ, cho nên họ không có cho người ngoài vào. Thẻ thành viên của cái câu lạc bộ này á, là Andrew nghe nói là khoảng 200.000 đô cho mỗi năm thì phải. Và câu lạc bộ này á, nó dành cho những người giới siêu giàu. Họ đến đây để họ thưởng thức cà phê, ăn sáng, để kết nối. Các bạn thấy không? Đây là cái tòa nhà Malago rất là đẹp. Chúng ta thấy cái cảnh đó. Đây là cái hồ bơi nè. Hồ bơi đằng sau, khu vườn. Đây là những người làm vườn, họ set up cái âm thanh. Và sau đó họ cũng có sự kiện mỗi ngày. Âm thanh ở khu này thì phải nói là, như các bạn thấy là, Andrew chắc phải cầm đổi cái camera lại. The Trump Spa Store. Bên này nó có cái spa store, để coi thử coi bên này có cái gì nha. Chắc là họ đều phải đi thêm trên cái bờ đá này. Tất cả mọi người đều phải đi theo system rất là đẹp. Các phụ nữ nè, hồ bơi nè, đây cũng nước nè. Đây là nơi tập thể dục nè. Đi qua bên kia này. So, vậy you've bạn been là a member thành viên của câu lạc bộ này sao? Cái điều gì đặc biệt về câu lạc bộ này? Nó đặc biệt là bởi vì nó là một nhà ở một nơi xa nhà. Bạn từ đâu đến? Tôi đến từ nước Nga nhiều năm, từ năm 1979 đến giờ. Tôi rất là được phước. Nước Mỹ rất là mỉm cười. Họ cười với chúng ta. Dầu cho có giả tạo nhưng lúc nào cũng cười. Nhưng mà tôi hy vọng thời gian sẽ thay đổi. Và tất nhiên là thay đổi cho cái tốt hơn. Và bất cứ điều gì đi nữa là chúng ta sẽ tốt hơn. Ông, bạn nghĩ gì về ông Putin? Bạn biết không? Tôi khâm phục ông Tổng thống Trump khi mà ông đang tại chức. Và thật là rất là xử sự đúng thôi với Nga cũng như là Trung Quốc. Rất là tốt. Bạn biết không? Tại vì chúng ta cần nên có đối thoại, rất là quan trọng. Và chúng ta không thể có kẻ thù, vì kẻ thù sẽ làm cho mình tệ hại hơn. Và bạn không, bạn biết rồi đó, bạn không cần phải nịnh bợ nhau hay là hôn nhau, nhưng bạn có thể nói chuyện và cư xử phải phép với nhau, không cần phải hăm dọa nhau. Không cần hăm dọa nhau ha. Tôi không biết điều gì sẽ đến, nhưng mà theo tôi, ông Putin theo căn bản con người không phải là tổng thống. Ông ta là người có tài. Ông ta có rất là nhiều tài năng, ví dụ như thể thao, xe đạp. Ông ta tập thể dục nhiều lắm phải không? Ông có thể nhảy vô một dòng sông lạnh nước cống. Nhưng mà có nhiều người nói với tôi, ông ta cũng nhiều khi cũng quá đáng lắm. Cái độc tài không? Có thể là độc tài trong tương lai. Vì một người ở trong quyền lực lâu quá thì họ sẽ như vậy. Nhưng mà bạn biết đó, ở nước Nga đó, họ có rất nhiều điều hay. Người Nga rất biết cách làm cho người khác ngưỡng mộ họ. Như bạn thấy đó, họ làm cho bạn ngưỡng mộ họ về nghệ thuật, về văn hóa. Ở Moscow, Saint Petersburg là những nơi rất là đẹp.
Như vậy tôi cũng rất là hâm mộ bà đã chia sẻ cho chúng tôi biết. Bà có thể chia sẻ về cái thành viên ở đây bao nhiêu tiền không? Ồ, tôi không biết. Ai nói gì tôi cũng không biết. Có người nói là 200.000 một năm đúng không? Có thể, tôi nghĩ. Tôi cũng không biết nữa. Có nhiều người nói và có nhiều người mơ ước là 2024 Tổng thống Trump sẽ quay trở lại, cho nên có thể lúc đó sẽ hơn thế nữa. Vậy bà có trả tiền thành viên không? Tôi không biết. Nhưng tôi thưởng thức thôi. Tôi đi Trump Spa tập yoga, sau đó đi tập coi giảng Pilates vào buổi sáng. Bà ăn trưa ở đây luôn hả? Vâng. Vâng, bạn có thể. Có nhiều thứ lắm. Nhưng mà nó không có nằm trong cái gói, bao trọn gói đó. Nhưng mà có nhiều lắm. Cũng giống như tôi nói bạn, đây là một cái ngôi nhà ở xa nhà của tôi. Hồi tối hôm qua tôi bay vô đây với ông Giuliani. Ồ, bà bay vào với ông Giuliani hả? À, bà khỏe không? À, như vậy bà tên là Anna hả? Tôi là Andrew. Tôi có văn phòng luật sư ở California, cũng như là tôi là một sinh viên luật. À, tôi là một cơ đốc nhân. Tôi rất là thích những giá trị cơ đốc nhân. Tôi rất là khâm phục rất là nhiều người có giá trị đó, và tôi cũng khâm phục là Tổng thống Trump nữa. À, tôi cũng vậy, bà có bà con gì ông với ông Giuliani không? Ồ, không, tôi chỉ gặp ông tối hôm qua thôi. Ông trước ông là cựu thị trưởng New York, và tôi còn nhớ là chúng tôi đến dự lễ nhậm chức của ông tại bảo tàng thành phố nhiều năm về trước. Ông ấy đã ủi thẳng rất nhiều thứ lộn xộn ở New York. Và tối hôm qua tôi nhắc lại cho ông rằng, luật sư Giuliani ơi, chúng tôi rất cần ông ơi. Chúng tôi khóc lắm. Tôi còn nói nữa. Đó là, bà có biết là con trai của ông ta là Andrew Giuliani có đang tranh cử cái chức thống đốc không? Tôi mới nói với Andrew hồi tối hôm qua. Vâng. Tôi nghĩ cái đó có thể là nằm trong cái gen của chính trị cha con. Thôi, tôi cảm ơn bà nhiều lắm nha.